đứng đầu bảng xếp hạng V-League 2024-2025. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ và giới chuyên môn. Tuy nhiên, vị trí ngôi đầu của họ không hoàn toàn vững chắc và đang bị nhiều đối thủ dòm ngó trong 4 vòng đấu đầu tiên. Hoàng Anh Gia Lai chỉ phải đối mặt với một đội bóng mạnh là Nam Định, đương kim vô địch V-League 2023-2024. Trận đấu này khép lại với tỷ số hòa 0-0. Không thể hiện rõ nét sự vượt trội của bất kỳ đội nào. Nam Định cũng cho thấy việc họ nhập cuộc trong mùa giải này còn quá chậm khi chưa đủ sắc bén trong việc săn bàn. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai có thể xem đây như một thành công lớn khi đã ngăn cản đối thủ mang về 3 điểm từ sân Pleiku. 3 trận đấu còn lại mà Hoàng Anh Gia Lai gặp đều là các đội bóng đang xếp ở cuối bảng như Quảng Nam, Sông Lam, Nghệ An và SHB Đà Nẵng. Điều này khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu Hoàng Anh Gia Lai có đủ năng lực để tận dụng triệt để cơ hội này và giành nhiều điểm số để củng cố vị trí đầu bảng hay không? Các đối thủ như Quảng Nam và SHB Đà Nẵng đều đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm phong độ. Nhưng Hoàng Anh Gia Lai cần phải cảnh giác bởi sự bất ngờ luôn có thể xảy ra trong bóng đá. Dù có khởi đầu khả quan, Hoàng Anh Gia Lai cần phải nâng cao chất lượng thi đấu để có thể vượt qua những thử thách lớn hơn trong những vòng tới. Đặc biệt là khi các đội bóng sừng sỏ như Hà Nội FC hay Thanh Hóa đang rình rập và quyết tâm lấy lại vị thế của mình. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm sẽ là yếu tố quyết định để Hoàng Anh Gia Lai duy trì phong độ và tiếp tục thu về kết quả tích cực. Với những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, Hoàng Anh Gia Lai đang dần khẳng định sức mạnh của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là họ phải giữ vững tinh thần và sự tự tin trong từng trận đấu. Một cú sẻ chân nhỏ có thể khiến họ đánh mất ngôi đầu bảng mà họ đã nỗ lực xây dựng. Các cầu thủ cần tập trung, đồng thời không được chủ quan trước những đối thủ yếu hơn. Chặng đường phía trước còn dài và đầy thách thức. Từ việc cải thiện lối chơi đến việc xử lý áp lực trong từng trận đấu, Hoàng Anh Gia Lai cần không chỉ tận dụng tốt những cơ hội trước mắt, mà còn phải chuẩn bị sẵn sàng cho những trận chiến khó khăn hơn. Chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi liệu Hoàng Anh Gia Lai có thực sự là một thế lực đáng gờm tại V-League mùa này hay không. Sự quyết tâm và bản lĩnh của đội bóng sẽ là yếu tố quyết định cho những thành công trong tương lai gần. Trong trận đấu diễn ra hôm nay, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2024-2025 sau khi hòa 1-1 trước câu lạc bộ Đà Nẵng. Trên sân Hòa Xuân, đội chủ nhà Đà Nẵng rất quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên mùa này, trong khi Hoàng Anh Gia Lai muốn duy trì ngôi đầu. Sau khi Đà Nẵng bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số với một quả phạt đền, Hoàng Anh Gia Lai đã nhanh chóng ghi bàn. Các cầu thủ Đà Nẵng với quyết tâm cao đã có bàn gỡ hòa 1-1. Dù chia điểm, Hoàng Anh Gia Lai vẫn đứng đầu bảng với 8 điểm. Nhờ vào việc câu lạc bộ Hà Tĩnh cũng hòa câu lạc bộ Quảng Nam trong trận cùng giờ. Đây là trận bất bại thứ tư liên tiếp của Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi Hoàng Anh Gia Lai thi đấu ấn tượng với 3 trận bất bại, Đà Nẵng lại gặp khó khăn ở cuối bảng. Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, đội bóng sông Hàn bị đánh giá thấp hơn Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Lê Quang Trải tiếp tục áp dụng sơ đồ 4-1-4-1 với Jefferson Eliassen hàng công cùng sự hỗ trợ của Marcelo Silva, Châu Ngọc Quang, Trần Minh Dương và Nguyễn Quốc Việt. Đà Nẵng gây bất ngờ khi điều chỉnh Marlon Almeida sang đá tiền vệ trung tâm. Yuri Almeida, dù gây thất vọng, vẫn được bố trí chơi cao nhất. Trong hiệp 1, Đà Nẵng chiếm ưu thế với nhiều pha tấn công, đặc biệt bên cánh trái với sự cơ động của Quaris và Phan Văn Long. Tuy nhiên, thủ môn Trần Trung Kiên đã xuất sắc cản phá quả phạt đền của Yuri Almeida, mặc dù không thi đấu hiệu quả trong 30 phút đầu. Hoàng Anh Gia Lai đã mở tỷ số bằng tình huống cố định. Sau quả đá phạt bên cánh phải, thủ môn Phan Văn Biểu bắt bóng không dính, tạo cơ hội cho Jairo Filho ghi bàn ở phút 33. Trong một hiệp đấu mà Hoàng Anh Gia Lai gặp khó khăn trong tấn công, Marcelo Silva vẫn tạo ra sự khác biệt. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Lê Quang Trải chia sẻ về phong độ ấn tượng của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải này. Cả đội đã làm việc rất chăm chỉ và nỗ lực hết mình. Chuyến tập huấn tại Thái Lan đã giúp Hoàng Anh Gia Lai chuẩn bị tốt cho mùa giải mới. Bên cạnh thành tích cũng có chút may mắn, nhưng điều đó không thể phủ nhận nỗ lực của chúng tôi. Nếu không tập luyện chăm chỉ, màn trình diễn trên sân sẽ không được như vậy. Thủ môn Trần Trung Kiên, 21 tuổi, của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đang rất phấn khởi khi nhận được thông báo triệu tập vào đội tuyển Việt Nam để tập luyện cùng các đàn anh nổi tiếng như Đặng Văn Lâm và Philip Nguyễn. Trung Kiên, cao 1,91m, đã trưởng thành từ học viện Hoàng Anh Gia Lai. Mặc dù được đôn lên đội 1 vào năm 2023, anh chủ yếu chỉ ngồi dự bị và không có nhiều cơ hội ra sân. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của anh tại vòng chung kết giải U21 quốc gia hồi tháng 6 năm ngoái, khi nhiều lần cản phá phạt đền giúp Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng và cuối cùng vô địch, đã tạo cơ hội cho anh được bầu chọn là thủ môn hay nhất giải đấu.
Sau những thành tích ấn tượng đó, Trung Kiên đã chính thức chiếm xuất Bắc Chính tại Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải V-League 2024-2025. Trong 3 trận đấu đầu tiên, anh đã thể hiện khả năng ra vào hợp lý và có phản xạ xuất sắc, góp phần giúp đội nhà giữ sạch lưới. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có mặt tại sân Pleiku để theo dõi Trung Kiên thi đấu trong trận hòa không bàn thắng với Nam Định ở vòng 3, đã quyết định triệu tập anh lên tuyển trong đợt tập trung FIFA Day sắp tới. Sau trận hòa 1-1 trước Đà Nẵng ở vòng 4 V-League, Trung Kiên bày tỏ: "Tôi rất bất ngờ khi được gọi lên tuyển Việt Nam. Đây là một cơ hội quý giá để tích lũy kinh nghiệm. Tập luyện bên cạnh các đàn anh như Đặng Văn Lâm và Philip Nguyễn sẽ là động lực lớn cho tôi phát triển bản thân. Tôi cảm thấy hồi hộp nhưng luôn sẵn sàng." Trong trận đấu trên sân Hòa Xuân, Trung Kiên đã gặp khó khăn trong một pha bóng khi va chạm với đồng đội Dũng Quang Nho, dẫn đến việc đội nhà phải nhận quả phạt đền. Tuy nhiên, anh đã xuất sắc cản phá cú đá 11m của tiền đạo Ye Oliveira bằng cách bay sang trái ngược với gợi ý từ đồng đội. Về bí quyết cản phạt đền, Trung Kiên cho biết: "Tôi gặp may mắn nhưng cũng đã nghiên cứu kỹ cách đá của đối thủ trước đó để có thể đổ người đúng hướng. Dù không thể giúp Hoàng Anh Gia Lai giữ sạch lưới trong trận đấu này khi bị tiền vệ Quaris Oliveira ghi bàn cỡ quà, Trung Kiên vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ huấn luyện viên Quang Trải. Ông nói: "Trung Kiên đã chơi rất tốt, đặc biệt là trong pha cản phá phạt đền xuất sắc. Cách đây vài tháng, cậu ấy chỉ là thủ môn dự bị, nhưng giờ đã là thủ môn chính của Hoàng Anh Gia Lai. Trung Kiên có thể hình và chiều cao lý tưởng, dù tâm lý còn hơi yếu. Tôi tin cậu ấy sẽ phát triển hơn nữa nếu được cọ sát thường xuyên." Trận hòa này cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng cho sự nghiệp của Trung Kiên. Khi anh đang dần khẳng định mình trên sân cỏ và có cơ hội tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia, sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của thủ thành Trần Trung Kiên sang trang. Từ sau khi anh cùng đồng đội đăng quang giải U21 quốc gia 2024, trong bối cảnh Hoàng Anh Gia Lai chia tay thủ môn kỳ cựu Bùi Tiến Dũng sau mùa giải 2023-2024 và thủ thành Phan Đình Vũ hại dính chấn thương nặng, Trung Kiên được huấn luyện viên Vũ Tiến Thành trao cơ hội thi đấu trong đội hình xuất phát của đội 1 với chiều cao ấn tượng 1,91m cùng tài phản xạ cứu thua xuất thần. Thủ môn 21 tuổi thi đấu chững chạc, tự tin khi đối đầu với các chân sút thượng thừa của sân chơi V-League. Trải qua 3 vòng đấu, Trung Kiên là thủ môn duy nhất giữ sạch lưới, góp công lớn giúp Hoàng Anh Gia Lai dẫn ngôi đầu bảng xếp hạng với chuỗi 3 trận bất bại, bao gồm 2 chiến thắng thuyết phục trước Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An. Trước đó, thủ môn sinh năm 2003 không thể cạnh tranh vị trí xuất phát với các đàn anh giàu kinh nghiệm như Tuấn Linh, Tiến Dũng, Văn Lợi hay Vũ Hải. Trung Kiên được hít thở bầu không khí V-League từ mùa giải 2023. Song với vai trò là thủ môn dự bị, chỉ vỏn vẹn 8 lần được ra sân thi đấu trước khi trở thành người gác đền số 1 của Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi Hoàng Anh Gia Lai không thành công trong việc đàm phán chiêu mộ Bùi Tiến Dũng trước thềm mùa giải 2024-2025, Trung Kiên được ban huấn luyện thử nghiệm ở chuyến tập huấn dự đấu tại Thái Lan. Sau màn trình diễn xuất sắc ở sân chơi trẻ quốc gia, thủ môn gốc Hưng Yên tiếp tục ghi điểm khi thể hiện khả năng ra vào, làm chủ không gian hợp lý, bay nhảy càng phá bóng hiệu quả cao. Trong trận đấu ra quân V-League 2024-2025, ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai khiến khán giả bất ngờ khi tung Trung Kiên vào đội hình xuất phát. Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng thủ môn trẻ này còn non kém kinh nghiệm thi đấu, kỹ thuật xử lý bóng bằng chân không tốt và chưa đạt đủ đẳng cấp để thay thế vị trí mà thủ môn Bùi Tiến Dũng để lại. Tuy nhiên, sau 3 trận giúp Hoàng Anh Gia Lai giữ sạch lưới, Trung Kiên khiến người xem trầm trồ, được đồng đội, đồng nghiệp tán dương. Với những lần thi triển tài phản xạ cứu thua nhạy bén, thậm chí người hâm mộ bóng đá phố núi đã thầm cảm ơn Bùi Tiến Dũng. Khi cựu tuyển thủ quốc gia này quay xe, không ký hợp đồng với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai bị xem là chiếu dưới và được nhận định sẽ nhận thất bại khi tiếp đón Nam Định trên sân nhà Pleiku ở vòng 3. Thống kê trận đấu cũng thể hiện sự chênh lệch về chất lượng đội hình. Khi nhà đương kim vô địch với nồng cốt là dàn sao hàng đầu V-League, chiếm tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 65%, tung hơn 14 cú dứt điểm về khung thành thủ môn Trần Trung Kiên. Tuy nhiên, các chân sút hàng đầu của V-League như Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Xuân Son, Henrio hay Keo Cesar đều không thể xuyên thủng hàng thủ được bố trí vững chắc, kiên cường xuyên suốt trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai. Trong đó, Trung Kiên có 2 lần đánh bại Nguyễn Xuân Son, cứu 2 bàn thua trông thấy. Có Trung Kiên trong khung cổ, hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai không còn nhận những bàn thua ngớ ngẩn như những mùa giải trước đó. Đội bóng của Bầu Đức không chỉ tìm lại bản sắc thi đấu tấn công đa dạng, giàu thể lực mà còn đạt hiệu quả cao khi tranh chấp, lăng xả lúc phòng ngự. Sự thăng hoa của Trung Kiên khiến người hâm mộ bóng đá Gia Lai
dần quên hình bóng của người nhện Bùi Tiến Dũng ở mùa trước. Tiến Dũng đang gặp khó trong việc cạnh tranh suất bắt chính với đồng nghiệp Patrick Lê Giang trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, và nếu có thể trở lại khoác áo Hoàng Anh Gia Lai dưới dạng cho mượn. Từ giai đoạn lượt về của V-League 2024 đến 2025, thì thủ môn có biệt danh người hùng Thường Châu này cũng có thể xoán vị trí của đàn em Trung Kiên